Thuở nhỏ, quê hương trong tôi là dòng sông Hương và những gì liên quan đến nó, đó là những con thuyền cọp đẹp lửa đỏ và cái am nhỏ trên các mũi đò, là những cảnh của người đánh bắt cá trên sông, là bơi lội, là những con người của vàng đò vất vả, nghèo, những hiền lành và chất phác. Những bức tranh mà tôi vẽ, ngập lại cho cùng, đều là tôi vẽ bằng những ký ức về một thời của quê hương mình, là dòng sông, là con đò, là mái ấm của gia đình tôi. Người họa sĩ vẽ bằng những ký ức về quê hương mình, đó là Nguyễn Văn Tuyên. Ông là một người con của làng Vàng Chài, nơi dòng Hương đi qua địa phận xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà. Tôi sinh ra mà cả gì á, thì tôi vẫn ngủ, thậm chí ngủ dậy toàn là thấy là sống nước, là đò của mình hết. Lúc 10 tuổi thì tôi đã có cái đam mê học về hội họa rồi, học mỹ thuật. Nhưng cái lúc 10 tuổi nữa là mấy ông anh tôi là khuyên về bố mẹ là không nên cho hắn học một cái ngành mỹ thuật này. Cái thời kỳ đó là mấy ông cho là một cái nghề bạc bèo, không khá rồi. Nhưng mà tôi vẫn trộn cha mẹ theo một ông thầy ở trong cái trại nhà binh ở đây suốt 3 năm. Sau khi học hết văn hóa, chương trình văn hóa, thì tôi thi vô tuyển vô trường mỹ thuật để học. Sau khi mà tốt nghiệp xong, trong những người anh em cái khóa đó, họ đều đi xa. Nhưng mà tôi vì một cái hoàn cảnh là buộc lòng mình phải ở lại, không đi được, ở lại cùng cha mẹ trên cái dòng sông này. Tôi thì về Huế bằng ký ức, phải nói rằng là về gì đi nữa thì cũng ra Huế. Nó nằm trong một cái ký ức mà tôi không biết trước được. Khi cầm cò hoặc là hai bàn tay tẩm màu lên đâu rồi thì chỉ biết diễn đạt sau đó có cái chất thơ của Huế bằng một ký ức sâu đậm, nó để in ở trong tôi từ lúc nào mà tôi không hay. Quyết định ở lại Huế sau khi tốt nghiệp, ông có thành công ban đầu thật đáng tự hào. Trong triển lãm mùa xuân ở thành phố Huế năm 1969, ông đạt giải nhất. Năm sau, ông tham gia triển lãm chung với một họa sĩ thuộc thế hệ đàn anh của mình. Trong đời sống xã hội, cùng với Sài Gòn, Huế những năm ấy là trọng điểm của phong trào đấu tranh sinh viên, học sinh cả nước. Họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên đã không đứng ngoài cuộc. Ông tham gia phong trào và bị bắt đi tù ở Côn Đảo từ năm 1972 đến năm 1974 với tội danh vẽ tranh phản chiến. Chẳng ai biết với bạn bè, chẳng ai biết hết. Tuyên cái lúc nữa là tôi thích, nói thật là thích, thích hơn mẹ em kia. Trong cái lớp đó, cái sân dâu của Tuyên có cái độc đạo riêng. Nhưng mà khi ra đời Tuyên gặp khó khăn, tôi thương. Sau khi chiến tranh chấm dứt và lập lại hòa bình thì chúng tôi bắt đầu xây dựng trở lại. Xây dựng trở lại bằng cách là thao tác, có thể là lao động về nghệ thuật để gặt hái cái gì đó để sinh hoạt trong gia đình. Vì lý do đó mà nó bị hưng đi một thời gian và bị cắt khoảng trong cái vấn đề sinh hoạt về là nghệ thuật. Ở tù về thì tôi làm đủ mọi nghề,
để mà đáp ứng về cuộc sống của gia đình. Hồi đó là tôi cũng phải cưỡi vợ xong, cảm thấy khó khăn. Đêm á, thì xuống dưới dòng sông á, để mà làm con cá, con tôm. Ngày á, thì là đi chuyển, đi buôn phấn, rồi tôi sớm xe đạp, tôi buôn xăng dầu đủ thứ. Sau có một thời gian 6-7 năm thì tôi làm ở trên công trình công cộng, làm cho môi trường chứ đó, làm 7 năm. Trong một lần lên thăm nhà tôi á, anh nhất là anh tù một số anh em hồi văn học nghệ thuật thấy tôi cũng có làm việc, thì họ thấy được cái dòng tránh là cũng khá hấp dẫn, khá phổ biến, có thể trưng bày cho mọi người thấy được. Thì trong cái chuyện mấy anh lên thăm đó thì tôi có tham gia mùng những ngày phụ nữ mùng 8 tháng 3 triển lãm của bên chỗ hội văn học nghệ thuật đó, một số tranh. Thì tình cờ cái số tranh đó lọt vào mắt xanh của các nhà sưu tập của các nước, là họ chọn tranh và họ mua liên tiếp. Thậm chí một năm rồi họ đến nhà tôi hái vào để chọn tranh đi triển lãm ở các nơi, nhất là ở Mỹ, với một số anh em ở Hòa Sĩ có tiếng ở Huế. Thì qua cái thời kỳ đó cho nên phương diện nghệ thuật bên ngoài á, là họ mới bắt đầu họ chú ý với cái dòng tranh của tôi. Nhất là cái dòng sông, cái dòng tranh mà về cái dòng sông Hương này. Tôi về thì cũng khác với cái số anh em cầm cò khác. Tôi không dùng cò và dùng một cái vật liệu khác. Tôi dùng bằng tay, bởi vì chất liệu bằng tay theo tôi thì có những cái hằng loáng chạy rất chi là đẹp. So với người của Ả Đông của mình là thấy cái chất thủy mạc trong tranh nó phảng phất. Từ đó cho nên là tôi cứ tiếp tục làm như vậy và đạt được cái mà mong muốn á, là cái bằng tay của mình đã thể hiện được cái tấm tính của mình, cái con người của mình rồi. Nhưng mà đó được mọi người là tìm hiểu, tìm đến tranh của tôi. Cái thời kỳ đầu mà tôi vẽ trên giấy, thậm chí màu tôi cũng vẽ màu xấu nữa. Sau khi họ có muốn bán được, họ mua tranh, thì tôi mới có dịp mua cái loại sơn tốt hơn và mua màu tốt hơn, mua bộ tốt hơn để làm. Cái thời kỳ mà khó khăn nhất, tức là cái giai đoạn 78-79, giai đoạn thậm chí là không có tiền mà mua toán, mua bộ về nữa. Tôi cũng nhờ gia đình yểm trợ, bên ngoài yểm trợ, mình làm thêm. Cũng có người họ nói, ông học hành cày chế, ông làm học 3-4 năm mà, là ta không học mà ta làm được bán hàng chục triệu, mà mình có học mình không làm uổng nữa. Thì đó là một cái niềm mà tôi thấy cảm thấy là tủi cho thân phận của mình. Bắt đầu từ đó tôi có một cái hoài bão, và một thời gian tôi bỏ, tôi không vẽ được nữa. Nhưng mà cũng do cái sự khích lệ, cái nỗi nắng của bên ngoài họ làm mình tác động cho mình, thì bây giờ mình phải cố gắng làm sao đây để tạo lại cái niềm tin của một thời kỳ mà mình đã bỏ dở. Chính sự khó khăn đến với anh Tuyên rất là lớn, nhưng mà anh đã kiên trì và anh đã vượt lên, đã dẹp tất cả sự khó khăn lại. Và khó khăn bao nhiêu anh hiểu, với một cái tình cảm rất là chân thật với nhau và thường xuyên đến với nhau. Cũng có thể là nhiều khi không ngồi trực tiếp với nhau, nhưng mà cũng có thể là gọi điện thoại hoặc là hỏi thăm hay là như thế này thế kia. Tuy nhiên là bây giờ cái tình cảm là hàng giống như anh em ruột thịt rồi.
Nhưng mà người trước kẻ sau, ví dụ như anh Tuyên có điều kiện, anh làm rất nhiều cuộc triển lãm, nhưng mà mình chưa có điều kiện, thì bây giờ mình cứ uống đúc trong cái tinh thần của mình thôi. Thì bây giờ cũng mừng cho anh Tuyên là anh đã làm được rất là nhiều việc trong cái lĩnh vực là nghệ thuật của anh. Sau thời khó khăn vẽ tranh khổ nhỏ, bạn ở các điểm du lịch để sinh sống, mà người trong nghề thường gọi vui là tranh bèo, họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên bắt đầu vẽ những tranh của lòng mình. Ông vẫn vẽ theo cách đặc biệt nhất, vẽ bằng ngón tay mà không dùng cọ hay bay. Đó là một kỹ thuật riêng mà ông tự tìm và tạo phong cách cho mình. Thì khi mà tôi dùng các cái ngón tay á, để đặt lên toán á, cảm thấy rằng là rất thú vị, nó loáng chảy một cách tự nhiên. Người ta bảo tranh tôi có màu buồn, màu đồng, biết làm sao được, có lẽ tính tình tôi như thế nên tôi vẽ như thế. Nhưng tôi luôn luôn tin yêu cuộc đời này, tôi luôn luôn tin yêu con người. Một chút màu đỏ thôi cũng đã thấy ấm áp, đó là ngọn lửa mà tôi muốn chuyển đến cho người xem, ngọn lửa tình yêu và hy vọng. Cái gu thẩm mỹ của Tuyến nhẹ nhàng, bình bồng trên sông nước, vì ông là xuất thân là sống ở dưới thuyền. Ông vẽ sông Hương là một, hai là đỏ, ông vẽ nhẹ nhàng lắm, mà cái nhẹ nhàng nữa là có mang tính lãng mạn. Trở lại với niềm đam mê vẽ, từ năm 1997, họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên bắt đầu tham gia triển lãm ở Huế. Triển lãm tại Mỹ do Gallery Lạ Vòng tổ chức. Từ đây, tranh của ông đã có mặt trong bộ sưu tập của người yêu nghệ thuật Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Pháp, Hồng Kông. Cuộc sống gia đình đi lên, màu toan ông mua loại tốt nhưng vẫn giữ một phong cách đặc biệt, vẽ bằng những ngón tay và không cần giả vẽ. Tôi gặp anh Tuyên đã hơn 10 năm trước, khi đó thì gallery vừa mới thành lập, thì có nhiều họa sĩ đến gửi tranh. Nhưng mà khi mà bắt gặp những bức tranh đầu tiên của anh Tuyên thì đã gây cho mình một cái cảm xúc rất là lạ lùng, tức là một cái chí đó gần gũi, thân quen mà giống mình chờ đợi lâu rồi mà không gặp á, mà chưa mới gặp được. Là ban đầu là nhìn thấy tranh, rồi sau đó thì lại gặp anh. Thì gặp anh là mình lại càng quả là quý mến luôn, anh giản gì mà dễ thương như một người bạn, một người anh lớn rồi đó. Hơn 10 năm qua, họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên gắn bó với Art Gallery Sonata như một món quà sớm mừng sinh nhật. Như một món quà sớm mừng sinh nhật 70 tuổi của ông, Art Gallery Sonata đã tổ chức phòng triển lãm tranh và ra mắt tập sách Nguyễn Văn Tuyên Vùng Tuổi Thơ, sách do nhà xuất bản Thùng Hóa phát hành. Thầy giáo, bạn cũ và người mến mộ đã đến chung vui cùng ông. Hơn 40 năm với nghề, đây là lần đầu tiên ông có một triển lãm riêng của mình. Và đã lâu lắm rồi, người thưởng tranh hôm ấy mới gặp lại những chiếc nơ gắn đặt mua tranh. Cuộc sống bê bồn bao nhiêu là lo toan, vất vả hàng ngày. Thì khi mà ngắm tranh của anh Tuyên, cũng không phải, không hẳn là mình nữa, mà mình cũng đang nói đây là vừa cảm xúc của mình mà cũng là cảm xúc của những người thượng hoàng tranh, những người đã, các nhà sưu tập, với những người đến thăm gallery và ngắm tranh và mua tranh của anh, thì cũng gần như là ai cũng nói rằng đây là màu của Huế, là cái chất của Huế ở một con người Huế thể hiện ra với những cái cảm xúc của anh. Cho nên nhìn ngắm tranh của anh thì thấy anh không có tập trung nhiều về hình họa,
nhưng mà cái màu sắc đan xen hòa quyện với cái thứ ánh sáng rất là tinh khôi, mình nghĩ là như sữa, thì tạo nên được cái cảm xúc mà chạm đến trong tim của người ngắm tranh. Có nhiều câu chuyện về tranh của anh Tuyên lắm, như là chuyện của một cô ở đại sứ quán người Canada ở Hà Nội, thì cô đã nói là cô đi khắp Việt Nam, đi du lịch, đi nhiều nơi, rồi cô cũng tìm muộn để mua tranh. Khi đến đấy thì quả dư ăn trưa rồi, cô đói bụng rồi, nhưng mà gặp tranh của anh Tuyên thì cô sững sờ và cô cứ ngồi miết cho đến chiều để cô ngắm. Xong rồi cô không muốn ăn trưa nữa, để cô quyết định mua một bức tranh. Cô nói là cái bức tranh là màu lam của những con đò, thì cô sẽ mang về Canada, và mỗi khi uống trà cô nhìn cái màu sương lam nở thì cô sẽ nhớ đấy là Huế, là Việt Nam. Rồi mình có thêm một câu chuyện cũng mới đây, là có một em sinh viên còn rất là trẻ quê ở Đà Nẵng, nhưng em chọn bức tranh màu lam buồn lắm. Mình nói là vì rằng mà em thích bức ni, thì trên bức tranh là có vẻ một cái xóm nhỏ bên ven đồi màu khói chiều lam, có mấy cái cột điện với cái đường dây điện chạy ngang qua làng, một người thiếu phụ gánh gông đi về buổi chiều. Thì em nói là em nhớ ngày xưa ba em đi làm đường dây điện có thế, và chứ em mua bức tranh đi về tặng ba thì ba chắc xúc động, ba mừng lắm đấy. Và nhà em là có kỷ niệm cho ba từ bức tranh của anh Tuyên. Không chỉ vẽ đò mà Nguyễn Văn Tuyên còn vẽ nhiều đề tài khác. Cuộc sống hiện lên trong tranh ông vừa thực vừa mơ, như xa vắng mà vẫn rất gần gũi, trong nét vẽ rất thực mà thấy xa xôi, trong nét vẽ mơ hồ mà sao cuộc sống hiện lên thật rõ ràng. Bao người đã rung động trước tranh của ông để rồi thốt lên: đó là những sắc buồn quý phái, là những nỗi buồn đẹp, là nghệ thuật thuần khiết, là màu vàng ám ảnh, và gọi ông là họa sĩ vàng đò, họa sĩ của miền quê, là người họa sĩ vẽ tranh trên những ngón tay buồn. Tôi xin cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một cái nghề nghiệp và cho tôi một hai cái bàn tay để cảm nhận, đưa cái màu sắc lên ở trên cái khung toan, làm thế nào đó để diễn đạt đúng là chất của Huế. Do đó cái tình yêu của Huế trong tôi có lẽ là không bao giờ dứt. Bây giờ hàng đêm nhiều khi ngủ không yên giấc nữa, trống cho sáng để mà làm việc. Buổi sáng đi một vòng xong rồi bắt đầu tôi làm việc, tôi về cho tới 11, 12 giờ thì cơn say đứng lên đó là nhiều khi là quên ăn nữa. Mình chỉ biết về rau cho đạt được cái ước muốn của mình. Huế đã hiện lên trong tranh Nguyễn Văn Tuyên là như thế, để cho ai cũng tìm thấy quê hương của mình từ những ngón tay của người họa sĩ tài hoa.